Suramirayamajjapamadathanam Viramanisikhaupasansamadhyami. Con xin vâng dự điều học là vị tỉnh xa sư dây du hướng rượu và các chất sai. Banati bata vê ra mani sức ca ba đăng samariyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana vê ra mani sức ca ba đăng samariyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara vê ra mani sức ca ba đăng samariyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musa wada vê ra mani sức ca ba đăng samariyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raya machapa madathana vê ra mani sức ca ba đăng samariyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Ikmani banja sikapadani satukang katoang pamade nani cakalang samarak hitapang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngục giới nơi tam bảo rồi, phải ra nguyện diện hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Ama phan tê, dạ chúng con xin vâng. Sile na sukatin yonti, sile na phokasam padan, sile na niputin yonti tasmai, silang vị số tha ye. Các chúng sinh đi sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thủ lành khai Uttamang ghê na hoành đề hằng bà đa bằng sùng qua Uttamang Bút thê vô khá lý tô đô sô bút thô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng thăm mạnh cho đu quý thẳng quá rằng thăm mê vô khá lý tô đô sô thăm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật bảo là Pháp học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp bảo, cúi xin Pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng sang khanh cha đô quê đốt ta măng sang khê vô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn phước báo. Và con kính dâng mít trở lại cho Ngài Trí Đức. Sư Rạch Minh Mê Bụt Tha Sê Thô Thà Rì Bôn Tô Chê Đắc Khi Nê Hoa Mạng Sê Mộc Ra La Nô Phụ Rà Tô Phi Đắc Căn Tá Giang Bạch Chí Mê Ma Ma A Năn Đô Kỳ Nà Sa Hoa Chà Tôn Đi Sa Sa Mạn Ta Lô Ka Ba La Chị In Đa Đê Hoa Sa Phạm Ma Ca E Tê Sang Nga Nú Khoa Quê Nà Sa Bê Phá Gia U Bạch Đa Hoa Nê Ka An Ta Ra Gia Phi Vi Nà San Tô Sê
Dạ tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt Xá Lợi Phất, vai trái Kiền Liên Hầu. Trước mặt là Tam Tạng, sau lưng A Nan, chầu bốn phương A La Hán, đế tích lần phạm thiên do oai lực pháp màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt Siddhi Giá Chanagatha. Xin tham mạn tu sĩ, tham mạn tu sĩ, tham mạn tu sĩ, đăng phan lăng e ta smin ratana ta ya smin sam basa dana che. Ta so cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa tu lành thai. Akasattha chakumattha devanaga mattika Bunyang no anumodantu chirang rakkantu sasanang. Akasattha chakumattha devanaga mattika Bunyang no anumodantu chirang rakkantu no garu. Akasattha chakumattha devanaga mattika Bụn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rạc khanh tu nhà ta vô. A ca sát tha cha phụng mát tha đê hoa na ga mất thi ca. Bụn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rạc khanh tu ba ni nô. A ca sát tha cha phụng mát tha đê hoa na ga mất thi ca. Bụn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rạc khanh tu nô. Sa đà. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều. Đông vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy trò thầy tỏ an vui lâu dài, nguyện thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con quy thủ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ màu vô sanh. Văn kinh chi cú sa la cam măng cạch tắp băng kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta san nhi nô ách thi dê cha sát ta san nhi nô ca tăng quân nhà phá lăng mây hăng sắp bê pha ghi pha quan tu tê dê tăng ca tăng su vi đi tăng đinh năng buôn nhã pha lăng ma già dê cha tát tha na cha nan ti đề hoa gần tòa ni quê na dùm sắp bê lô cầm hi dê sắc ta chi quan ta ra hê tu ca ma nôn nhân phô cha năng sắp bê la phàm tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đà tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đáo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chủng đến hầu mặt ngay, có người làm phước được rải, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung. Hưởng được phước quý ung dung thách nhàn, chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cũng dường quá thành thực phẩm, mùi hương thọa lòng. Y đăng nô nhà ti năng hồn tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Con xin hỏi hướng phước báo hôm nay đến với thân bằng quyến thuộc của con đã quá vãn rồi, cầu xin cho các vị ấy hằng có được sự yên vui. Y đăng quá ta mê buồn nhăn a sa quát khá gia quá hằng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mỏng nhiên làm để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã trì tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con.
Con cùng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì quý giới. Và phước báo nào có được ngày hôm nay, con cũng xin chia đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng quý vị quan hệ thọ dụng đồng đều nhau cả thải. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mic trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Trước tiên kính lễ Di Tôn Thiền Đức Tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ, kính chào chư thượng nam tiên nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 383. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Rất là nát tế giá sâu quân đà mi Quý thô má hê si á răng tớ thà gá tô lô Cô tá mô tá bá gá rô hí chê thác cô lô Ca sá sá thà chá ná đầm má cô quý đô quân đà má hành tầng ná rá phù Chá này giác rằng Như Lai giác ngộ pháp màu Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng Thoát ly phiền não trói chăng Tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung, nhân dân cúng dường. Thầm mô bất đi bồ, quý giá tá sá sát, tố nô lô ca, nó mạnh thá, sá quý nà, ca rù, cô sắc, bà nhu, bút thấp, bất tí phù, tí sanh, nhá tù, hoành đà, má hành tầng, ná ra phù. Cái này giác gần, pháp bảo, quý nhớ anh vàng, như là soi sáng, vạc màng, vô minh. Phá tan lầm lạc dụng sinh đầy nhận Phật tổ quang minh rõ ràng con xin đảnh lễ pháp quang đảnh cho công chúng nhân gian cúng dường sân khô quý số thô số gá tá sát sa quát cô sát sa chú ta mô quá lá thầm bá sát khắc cô niềm đà bá sân sa đi hà nà đá rô quá rô hoành đà má hành tầng lá ra phù Cha này giác rằng tăng bảo thanh văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin liên hệ tăng hy đảng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayateche nasikhame e tuva thanang tassa bi anupave nasahasaye nasachatu cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học. Đắc thành quả cao Nam mô Bụt Thầy Giá Phần cảm dương ơn Đức Tam Bảo đã xong Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay Câu Phật ngôn 383 Quý vị hoan hỷ nhìn lên trên màn hình ha Chinh đa sô tăng ba rắc cầm mắt Chinh đa sô tăng ba rắc cầm ma chinh đa sô tăng ba rắc cầm ma câu số 2 ca mê ba nu đa cầm ma na ca mê ba nu đa cầm cầm ma na ca mê ba nu đa cầm ma na À, Brahmana chứ. À, xin lỗi ha. À, đọc ra ấy. Cái gì xếp hà? Na hay na? À, xin lỗi rồi mà còn bắt lỗi nữa. Khổ đế thiệt. Kame Banuda Brahmana. Kame Banuda Brahmana. Kame Banuda Brahmana. Rồi, đọc lại ba lần rồi nghe chữ na chứ không có na nữa à, quý vị thấy khi nãy Sika Mita ha xin giới lộn một chút ở chỗ bút thần à ta thì dâm với bút thần sa rần ăn gách cha mới à Sika Mita cũng đọc lại ha ở đây được cái hy hữu hạnh phúc đọc sai À, có Sikha nhắc ha. Cảm ơn Sikha.
nhiều. Rồi bây giờ ôn lại hai câu này ha. Chinh đa sô tăng ba rắc cầm ma ca mê ba nu đa phram ma na. Chinh đa sô tăng ba rắc cầm ma ca mê ba nu đa phram ma na. Chinh đa sô tăng ba rắc cầm ma ca mê ba nu đa phram ma na. Rồi xong hai câu rồi ha. Bây giờ còn tiếp hai câu nữa. Sankhara năng khá dân nhắc tòa. Sankhara năng khá dân nhắc tòa. Sankhara năng khá dân nhắc tòa. Ba lần rồi ha. Câu cuối cùng. Akatanyu si brahmana. Akatanyu si brahmana. Akatanyu si brahmana. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Sankhara năng khá dân nhất tòa akatanyu si brahmana. Sankhara năng khá dân nhất tòa akatanyu si brahmana. Sankhara năng khá dân nhất tòa akatanyu si brahmana. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Trong cái dòng đọc có vị nào thắc mắc à, cũng giống như khi nãy đọc sai mà Sĩ Hà nhắc vậy đó. Rồi trong cái dòng đọc trường âm đoạn âm thì quý vị thấy có chỗ nào mà cảm thấy ồ đọc kỳ quá, phải đọc như thế này à, thì quý vị có thể đưa tay ha. Alo, có gì thắc mắc không? Trường âm đoạn âm à, sẽ im ru vậy nè. Còn nghe không có à, có người nghe tính sửa à, nhưng mà chậm quá, để cho Siết Hà coi như chỉnh lại thôi à. Có người có nghe chứ không phải không nghe à, có ý định là muốn sửa rồi à, để cho cái lưng dẫn ngang một chút, không thẳng một chút. Nếu ngồi cong cong kiểu này dễ bị bệnh à, cho nên quý vị thường vậy á, nhắc liền à, chúng tôi ngồi thẳng lại à, chứ không dám ngồi cong cong nữa ha. Rồi bây giờ không có ai có ý kiến gì hết ha. Cái gì chiếc kim nó hết sảy rồi á, là sao? Thôi bây giờ nghe nè à, cái câu này ngó nó dễ và mà khó đó bà con. Bởi vì chữ Brahmana nó là đoạn âm cuối câu số 2, cho nên quý vị đọc tự do, muốn dừng 2 hơi cũng được, muốn dừng 3 hơi cũng được. Mà nếu mà quý vị cảm thấy rằng tuổi thọ mình dài á thì đọc một hơi luôn ha. Quý vị cảm thấy tuổi thọ mình dài thì cứ đọc một hơi, còn yếu thì đừng có ra gió, đọc một hơi coi chừng đứt hơi đứt bỏng ha. Rồi bây giờ chúng tôi đọc trước để coi có bị trường hợp đó hay không. Chinh đa sô tăng ba rắc cầm ma ca mê pa nu đa phram ma na sang kha ra năng kha yang nhat tòa a ca tan nhu si phram ma na. Chinh đa sô tăng ba rắc cầm ma ca mê pa nu đa phram ma na sang kha ra năng kha yang nhat tòa a ca tan nhu si phram ma na. Chinh đa sô tăng ba rắc cầm ma ca mê pa nu đa phram ma na sang kha ra năng kha yang nhat tòa a ca tan nhu si phram ma na. Thêm một lần nữa à, mới đọc có 3 lần ha. Rồi mấy vị mới vô không có thấy gì hết, thôi phải đưa bài lên chứ. Nhất là huynh tập học Bali nè, rồi sư Tịnh Tâm nè. Chinh đa sô tăng ba rắc cầm ma ca mê ba nu đa phram ma na sang kha ra năng kha yang nhat tòa a ca tan nhu si phram ma na. Rồi
Đó là cái giọng kinh hả? Đâu có thần thông mà biết tuổi thọ chính xác. À, chính xác khi nào mà đứt hơi là đứt bóng à, à coi chừng. Khi nào mà đứt bóng là biết rằng mình hết tuổi thọ đó, khỏi cần có thần thông gì hết. Mình biết mình mà coi như là hít vô mà không thở ra là thấy xong ngay, hoặc là thở ra mà không hít vô là thấy là đứt bóng, chứ khỏi cần có thần thông. Ai dòng bây giờ ôn lại một lần nữa dòng kinh rồi qua dòng kệ. Chinh đa su tầng bà rắc cầm mắc ca mê bà nu đạc phầm mà na sẵn khà ra nặng thay dần nhắc tùa á ca tành nhu si phầm mà na. Ai bây giờ một câu tám từ. À câu này dòng kinh khó mà dòng kệ dễ. Chắc là quý vị kể nhiều con kinh quá. Chính đa số tăng ba ra cầm mạng ca mê ba nu đa phâm ma na sẵn khá ra nắng khá dân nhật tu hoàng a ca tăng nhu si phâm ma na. Chính đa số tăng ba ra cầm mạng ca mê ba nu đa phâm ma na sẵn khá ra nắng khai dân nhật tu hoàng a ca tăng nhu si phâm ma na. Thêm lần thứ ba. Chính đa số tăng ba ra cầm mạng ca mê ba nu đa phâm ma na sẵn khá ra nắng khai dân nhật tu hoàng a ca tăng nhu si phâm ma na. Hỡi này bà la môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người ấy bậc vô vi. Rồi xin mời bàn tay. Wow, đọc vô xong là thấy si kim này, si mê ta nè, túc trực sáng rồi ha, xà thủ. Ở đây nói về cái phẩm bà la môn. Cho nên bên Nam không có đưa tay mà mấy bà đưa tay liền ha. Nam thì có hai nè, Huynh Giang Nhật Hà nè, Huynh Tập Học Bali nè ha. Ở đây nói về bà La Môn chứ không nói ông La Môn ha. Cho nên ô tới ba vị đưa tay luôn mà toàn là nữ, bốn luôn, dữ dội. Rồi xin mời nha. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con phải công nhận ấy, sư là số một luôn, hết sảy luôn, cái gì sư cũng quẹo qua quẹo lại được hết. Bà La Môn là rộng nó má ná là tiếng Pali, người ta dịch theo âm thôi mà sư cũng quẹo qua tiếng Việt Nam nè. Bà La Môn chứ mấy ông La Môn nữa, trời ơi trời. Còn mà sư nói biết thần thông á, khi mà chết đứt bóng khỏi cần cái thần thông, biết lúc đó là đi qua nhà mới rồi sư, không biết lúc đó làm xúc giặt làm gì nữa, còn gì nói nữa sư. Mới những tưởng mình ngon lắm, đọc cho dài đời quá cố luôn. Sư cũng tức cười quá, giống như mấy người con cũng vị sư vui lắm. À, kinh Thâm Má Pha Đá ổng nói chứ nếu mình đọc tiếng Pali không được thì là 2.5 ly cũng được, mình đi đọc đó là Thâm Má Bị Ba Đá cũng được. Thâm Má Bị Ba Đá, trời ơi trời. Thiệt, con thấy tiếng Việt thần kỳ thiệt á, muốn quẹo sâu quẹo tới quẹo gì cũng được á. Tiếng Anh không có quẹo vậy được nhiều giống vậy. Từ cháu Bà La Môn, mình sư nói bà giống có ông làm con mắc cười quá. À, ủa quý vị có cười không á, có nghe âm thanh tôi nghe rõ không vậy hả? Có cười không à, có nghe được không vậy trời? Rồi, được rồi, giả rõ. Bây giờ cười nha, để bớt cười một chút, đọc tiếp nha. Trời ơi trời, bởi vì vô trong cái sư á, rung của sư là không có ai giống như sư mà vô nó quẹo qua quẹo lại nhiều. Con biết có một vị sư nhưng mà chắc cũng không bằng sư đâu. Sư là số một luôn đó, hết sảy luôn á. Thôi con đi đọc cho rồi để sư nói. Ba qua chích chè cà dê dê ngỗng, còn cái nó nói gì má con hay nói, mày nói ngoanh nói ngụ, nói không liền da đon, nói như chẹt chìm tàu,
đủ thứ hết, con quên rồi, con phải biên trong cuốn sổ nhỏ sư, rồi khi nào có chữ mới con bỏ vô đó để con mới nhớ con thôi, không có dùng nó lâu quá con không biết hết sư. Sư nhớ chữ nào sư ơi, sư nói cho con cũng được, sư nói con cái gì cũng được, không sao đó, miễn con biết chữ mới là được rồi đó. Rồi bây giờ con đọc nha, con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 383. 383. Chinh đá sô tăng phá rắc khâm mắc khà mê phá nú đá rầm má ná sẵn khà ra năng khá dằn nhắc tò á khá tành nhu siêu rầm má ná. Đọc thêm lần đi, đọc lần chắc đọc một hơi chắc là không được đâu, còn hơi con không có dài đâu. Đọc nhiều quá, thành người quá cố rồi, quá cố ngày này sang năm đó là dỗ của con đó. Phiền quá đi thôi, hận đọc một lần nữa đi. Chinh đá sô tăng phá rắc khâm mắc hà mê phá nú đá rầm má ná sẵn khà ra năng khá dặn nhắc tò á khá tành nhu xíu rầm má ná. Phân tích câu 1, câu 2. Chinh trường âm nhắn đá đoạn âm, sô trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá đoạn âm rắc trường âm nhắn, rắc với khâm là hai trường âm nhắn. Má đoạn âm kha mê hai trường âm thông thường, bá nú đá ba đoạn âm, râm trường âm nhắn, má ná hai đoạn âm. Đọc lại câu 1 và câu 2. Chinh đá sô tăng phá rắc khâm mắc kha mê phá nú đá râm má ná. Câu 3, câu 4 đọc và phân tích. Sang kha ra năng kha dăng nhắc tò á kha tành nhu si râm má ná. Sang trường âm nhắn, kha ra hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá đoạn âm dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dân dầm dầm dành dầm dầm dần. Trời ơi, hay rõ đọc rồi nè, dân đúng hơn dầm. Nhát là trường âm nhắn, to trường âm thông thường, á khá hai đoạn âm, tranh trường âm nhắn, nhu trường âm thông thường, xí đoạn âm, râm trường âm nhắn, má ná hai đoạn âm. Sanh kha ra năng kha dầm nhát tò á kha nhanh nhu xí râm má ná. Đọc lại nguyên bài. Chinh đá sô tăng phá rắc khâm mắc hà mê phá nú đá râm má ná sanh kha ra năng kha dầm nhát tò á kha tành nhu xí râm má ná. Con đọc mà hơi đấy sao, để con thở một chút. Thôi. Chinh đá sô tăng phá rắc khâm mắc hà mê phá nú đá râm má ná sanh kha ra năng kha dầm nhát tò á kha tành nhu xí râm má ná. Thôi, đọc một hơi hai lần đủ rồi. Đủ rồi. Bây giờ qua tới kệ thôi. Chinh đa so tăng pa ra kham ma kha me pa nu da ra ma na san kha ra nang kha yang nhát to a kha tan nyu si ra ma na. Chinh đa so tăng pa ra kham ma kha me pa nu da ra ma na san kha ra nang kha yang nhát to a kha tan nyu si ra ma na. Này hỡi Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người ấy bậc vô vi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trời ơi, con đọc xong rồi sư. Trời ơi, trời ơi, ba cái bông, ba bông hướng dương này của Phật Pháp Online sao bữa nay nó đẹp vô cùng nhỉ, nó đẹp vô cùng, đẹp tàn bạo vô văn đạo, chứ bây giờ thấy nó đẹp giống như vậy á. Tức là bữa nay sư khỏe rồi đó, sư không đi uống nước trà, sư bỏ đó, cho tự sanh tự diệt ha. Thêm tịnh tâm nữa, ba cái bông hướng dương nó, ba cái này giống ba cái kia nhưng mà nó khác nhau nhiều lắm, ba cái kia nó ngon dữ lắm, nó tuyệt vời luôn vậy đó. Thôi con có sai sư cũng sửa, con là ba qua chích chè mà sư quên rồi hả. Nếu không có sự uống, không có chuyện gì thì từ 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 uống trà, uống nước lạnh ha, đi vòng vòng làm gì cũng được. Dạ, con xin mời quý vị khác ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ
Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết đã nghe được rõ. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 383. Chinh đá sô tăng bá rắc cầm má ca mê bá nu đá prâm má na sang khá ra năng khá văn nhát tòa á ca tành nhu si prâm má na. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chinh, trường âm nhấn, đá, đoạn âm, xô, trường âm thông thường, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, đoạn âm, rắc, câm là hai trường âm nhấn, má, đoạn âm, ca, mê, hai trường âm thông thường, bá, nú, đá, ba đoạn âm, prâm, trường âm, má, ná, hai đoạn âm, chinh, đá, xô, tăng, ba rắc, kamma ka me banuda brahmana. Con phân tích câu 3 và câu 4. Sang trường âm nhấn, kha ra hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhắc trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, á cá hai đoạn âm, tanh trường âm nhấn, nhu trường âm thông thường, xí đoạn âm, brâm trường âm nhấn, má ná hai đoạn âm. Con đọc lại câu 3 và câu 4. Sang kha ra năng kha yang nhas toa akatanh nhu si brâm má ná. Và con đọc lại hết bài. Chinh đa sô tăng ba đắc cầm ma ca mê Banuda Brahmana Sankhara Nang Khayang Nhat Tua Akatanyu Si Brahmana Chinda So Tang Barakamakame Banuda Brahmana Sankhara Nang Khayang Nhat Tua Akatanyu Si Brahmana. Hỏi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn lòng đoạn dòng, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người ấy bậc vô vi. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Chinh đã sô tăng bà rắc câm ma ca mê ba nu đà prâm mana sằng khả ra năng khả văn nhất toa a ca tanh nhu si brahmana chinh đã sô tăng bà rắc câm ma ca mê ba nu đà brahmana sằng khả ra năng khả văn nhất toa a ca tanh nhu si brahmana. Dạ, con đã đọc xong, có chỗ nào sai xin ngài và đạo tràng sửa cho con. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, quý bà, quý cô, tôn nữ, con kính đảnh lễ đạo tràng. Con xin đọc kệ số 383. Chinh đa sô tăng bà ra khê ma ca mê bà nu đa bà ma na sang ca ra na kha ya nát hoa a ca tăng nu si bà ma na. Con xin phân tách hai câu đầu ạ. Chinh đa sô tăng para kamma, chinh đa, chinh là trường âm nhấn, đa là đoạn âm, sô tăng, sô là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc giọng nguyên âm, para kamma pa là trường âm
ta là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khâm ma, khâm là trường âm nhấn, ma là đoạn âm, kame là hai trường âm, panuda, panu là hai đoạn âm, đá là đoạn âm luôn. Pramana, prak là trường âm nhấn, má ná là hai đoạn âm. Sankaranang kayang natwa akatang nusi pratmanang. Sankara sang là trường âm nhấn, karan là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kayang kay là là đoạn âm, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nát nhát nhát qua nhát là trường âm nhấn, qua là trường âm thông thường, aka tăng aka là hai đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, như là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, pragmana prag là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ná là đoạn âm. Dạ con xin con xin kệ. Chinda so tang para kama kame puna pramana sankanama sankarana kayang kayang nhat wa ataka nyu si pramana. Dạ con xin kệ lại. Chinda so tang para kama kame pa nyu da pramana sankarana kayang nadwa akar akatang nyu nyu si pramana. Dạ hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người ấy bậc vô vi. Con xin hết ạ. Con xin sư trí sửa cho con và đạo tràng sửa cho con. Con xin cảm ơn ạ. Dạ, con xin mời quý vị khác ạ. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn 383. Chinda so tang barak kamma kame banuda pramana sankhara nang khayang nhat tòa akatang nyu si pramana chinda so tang barak kamma kame banubada. Dạ con sai chỗ này. Chinda so tang barak kamma kame banubada pramana sankhara nang khayang nhat tòa akatang nyu si pramana Chinda so tang barak kamma kama banu da pramana sankhara nang khayang nyatwa akatanyu si pramana Chinda so tang barak kamma kame banu da pramana sankhara nang khayang nyatwa akatanyu si pramana. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Chin là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, so là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, rắc căm là hai trường âm nhấn, má là đoạn âm, ca là ca mê là hai trường âm thông thường, bá nú đá là ba đoạn âm, ram là trường âm nhấn, má ná là hai đoạn âm.
Chinh đa sô tăng bá rắc cầm má cà mê bá nú đá pram má ná. Câu 3 và câu 4. Sang là trường âm nhấn, kha ra là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhát là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, á cá là hai đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, nu nhu là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, ram là trường âm nhấn, má ná là hai đoạn âm. Sang kha ra năng kha dằng nhát tòa ác ca tành nhù si pram mát ná. Chình đá sô tăng bá rắc cầm mát cà mê bá nú đá pram mát ná. Sang kha ra năng kha dằng nhát tòa ác ca tành nhù si pram mát ná. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong dạ. À còn chút nữa. Hỡi này bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người ấy bậc vô trệ vô vi, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe, con kính tri ân sư. Thân mời Thiện Vũ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 383. Chin đa sô tăng ba tắc cầm mắc ca mê tha nu đa râm ma na sang kha ra năng kha yang nhát tòa a ca tánh nhu si râm ma na. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Chin trường âm nhấn, đá đoạn âm, sô trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, rắc trường âm nhấn, cam trường âm nhấn, má đoạn âm, ca mê hai trường âm thông thường, á nú đá ba đoạn âm, ram trường âm nhấn, má ná hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Chin đa sô tăng pa rắc cam mắc ca mê pa nú đá ram ma ná. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Sang trường âm nhấn, kha ra hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá đoạn âm, giang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhát trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, á cá hai đoạn âm, tanh trường âm nhấn, nhu trường âm thông thường, xí đoạn âm, ram trường âm nhấn, má ná hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Sang kha ra năng kha yang nhát tòa a ca tành nhu si ram ma na. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 383. Chin đa sô tăng pa rắc cam ma ca mê pa nu đa ram ma na. Sang kha ra năng kha yang nhát tòa a ca tành nhu si ram ma na. Chín đa sô tăng pa rắc khăm ma ca mê pa nu đa râm ma na. Sang kha ra năng kha yang nhắc qua a ca thanh nhu si râm ma na. Chín đa sô tăng pa rắc khăm ma ca mê pa nu đa râm ma na. Sang kha ra năng kha yang nhắc qua a ca thanh nhu si ram ma na. Hỡi này bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người ấy bậc vô vi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con đảnh lễ Ngài Chí Đức,
con kính lễ sư Pháp Trang và kính lễ quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài kinh Cấp Cứu 383. Chinh đá sô tằng bá rắc khằng má khà mề bá nút đá rầm má ná sằng khà rà nằng khằng khá dằn nhắc tòa á khá tành nhù xích xí rầm má ná. Chinh đá sô tằng bá rắc khằng má khà mề bá nút đá rầm má ná sằng khà rà nằng khá dầm nhắc tòa á khá tần nu tần nhù xí rầm má ná. Dạ con xin đọc, dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích. Chinh đá sô tằng bá rắc khằng má thà mề bá nút đá rầm má ná. Chinh đá sô tằng bá rắc khằng má thà mề bá nút đá rầm má ná. Dạ, chinh là trường âm nhấn, đá là bản âm, sô là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khăn là trường âm nhấn, má là bản âm, kha là trường âm thông thường, mê là trường âm thông thường, bá, nú, đá là ba đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, ná là đoạn âm. Chinh đa sô tăng bá rắp khăn má trà mề bá nút đá rầm má ná. Sằng khà đà nằng khá dằn nhất tòa á khá tành nhù xí rầm má ná. Sằng khà đà nằng khá dằn nhất tòa á khá tành nhù xí rầm má ná. Dạ, sanh là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhất là trường âm nhấn, qua là trường âm thông thường, á, khá là hai đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, nhu là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má, ná là hai đoạn âm. Dạ con xin đọc lại hết nguyên câu. Chinh đá sô tằng bá rắc khằng má khà mề bá nút đá rầm má ná. Sằng khà rà nằng khá dằn nhắc tòa á khá tành nhù xích xí rầm má ná. Chinh đá sô tằng bá rắp khá mà khà mề bá nút đá rầm má ná. Sằng khà rà nằng khầm khá dằn nhất tòa á khá tằng nhù xích rầm má ná. Hỡi này bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người ấy bậc vô vi. Và bản dịch do Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Và con cũng xin kệ. Chinh đa sô tăng bà rắc khâm mà cà mê pa nu đà râm mà nà. Sẵn khá ra nắng khá dân nhật tòa, à khá thanh nhu xịt râm mà nà.
chín đa số tăng ba rắc khâm ma ca mê ba nu đà rập ma già khăn sanh kha ra năng khăn gia nhật tòa a kha nhân nhu si rập ma na. Dạ, mô Phật, con xin mời vị kế tiếp ạ. À. Dạ, con nếu con có sai thì con kính thỉnh Ngài chỉnh sửa và đạo tràng chỉnh sửa giúp con ạ. À. Con kính tri ân Ngài đã bóp bài. Dạ, con xin xuống mít. Thưa, con xin lỗi, con bị rớt mic. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính chào quý cô tư nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài. Chinh đa su tăng pha rắc kham ma ca mê pha nu đa brahm ma na sang kha ra năng kha yang nhat to a ka tan nhu si brahm ma na chín đa su tăng pha la cầm ma ca mê pha nu đa brahm ma na sang kha ra năng kha yang nhat to a ka tan nhu si brahm ma na. Con xin phân tích đoạn 1 và đoạn 2. Chín đa su tăng pha la cầm ma ca mê pha nu đa brahm ma na. Chín trường âm nhấn đá đoạn âm, su trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo dạng nguyên âm, pha đoạn âm rất khâm hai trường âm nhấn, má đoạn âm, kha mê hai trường âm thông thường, phá nú đá ba đoạn âm, brahm trường âm đọc theo trường âm nhấn, má ná hai đoạn âm, chin đa su tăng phá rắc cầm má kha mê phá nú đá brahm má ná và đoạn ba đoạn bốn, sang kha ra năng kha dần nhắc to á kha tần nhu si brahm má ná sang trường âm nhấn, tha ra hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhát trường âm nhấn, to trường âm thông thường, á khá hai đoạn âm, tâm trường âm nhấn như trường âm thông thường, xí đoạn âm, brahm trường âm nhấn, má ná hai đoạn âm, sang kha sang kha ra năng kha yang nhat to a kha tan nhu si brahm ma na. Con đọc lại. Chin da su tang pha ra kham ma na kha ra kham ma ka me pha nu da brahm ma na sang kha ra năng kha yang nhat to a kha tan nhu si brahm ma na. Dạ thưa con xin phép thử kệ hôm nay. Dạ. Chinh đa số tăng pha răng khâm ma kha mê pha nữ đa brahm ma na sang kha ra năng kha yang nhát tòa a kha tan như si brahm ma na chinh đa số tăng pha răng khâm ma kha mê pha nữ đa brahm ma na sang kha ra năng kha yang nhát tòa a kha tan như si brahm ma na. Hỡi này bà la môn, hãy tinh tấn đoạn dòng từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn nhiệt. Người ấy bậc vô tri, hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con xin cảm ơn, có sai xin Ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sàng Thà Giá, và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính trà đạo tràng. Con xin trả bài. Chinh đa sô tăng ba rắc kham ma ca mê ba nu đa brahm ma na sang kha ra năng ca yang nhat ta a ca tan nhu si brahm ma na.
Chinh đá sô tăng ba rắc khăm ma ca mê ba nu đá bầm ma na sang ca ra năng ca yang nhất ta a ca tăng nhu si brahm ma na. Chinh là trường âm nhấn đá, là đoạn âm sô trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo dòng nguyên âm, bá đoạn âm rắc khăm hai trường âm nhấn, má đoạn âm, ca trường âm thông thường, ca mê hai trường âm thông thường, bá nú đá ba đoạn âm, brahm trường âm nhấn, má ná hai đoạn âm, chinh đá sô tăng ba rắc khăm ma ca mê ba nú đá brahm ma ná. Câu 3-4. Sankhara năng ca dân nhất tòa a ca tành nhu si brahm ma ná. Sang trường âm nhấn kha ra hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng âm, khá đoạn âm văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhát trường âm nhấn toa trường âm thông thường, á cá hai đoạn âm, tâm trường âm nhấn, như trường âm thông thường, xí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má ná là hai đoạn âm. Sang kha ra năng ca dân nhát tòa a ca tành nhu si brahm ma ná. Chinh đá sô tăng ba rắc khăm ma ca mê ma nu đá brahm ma ná sang kha ra năng ca dân nhát tòa a ca tành nhu si brahm ma ná. Hỡi này bà la môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn gì, người ấy bậc vô tri, vô vi. Bản dịch qua thượng Thích Minh Châu, con xin cân. Chinh đa sô tăng bà rắc ca cam ma ca mê ba nu sang ca ra nắng ca yam nhạt tòa a ca tăng nhu si brahm ma na. Dạ, con có sai, xin ngài chỉnh sửa, con xin trao mic lại cho chị Thanh Hòa. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng các cô tu nữ. Dạ, con bị rớt mic, con xin đọc lại ạ. Chín đa sô tăng pa rắc cam ma, chín đa sô tăng pa rắc cam ma ca mê pa nu đa brahm ma na sang kha ra năng kha yang nhát tòa a ca tăng nhu si brahm ma na. Chín đa sô tăng pa rắc kamma ka me panuda brahmana sankhara nang khayang nyatva akatanyu si brahmana. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Chin là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, so là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá là đoạn âm, rắc khăm là hai trường âm nhấn, má là đoạn âm ạ. Ca mê là hai trường âm thông thường, pá nú đá là ba đoạn âm, bra là trường âm nhấn, má ná là hai đoạn âm, sang là trường âm nhấn, kha ra là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá là đoạn âm, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhát là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, á cá là hai đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, nhu là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, pra là trường âm nhấn, má ná là hai đoạn âm ạ. Con xin đọc lại cả bài ạ.
Chin da so tang parakamma ka me panuda brahmana sankhara nang khayam nyatva akatang yusi brahmana. Con đọc lại. Chin da so tang parakam. Chin da so tang parakamma ka me panuda brahmana sankhara nang khayam nyatva akatang yusi brahmana. Con xin kể. Chin da so tăng parang kama kame panu da brahmana sankharanang khayang nyatva akatanyusi brahmana. Chin da so tăng brahm chin da so tăng parakama kame panu da brahmana sankharanang khayang nyatva akatanyusi brahmana. Hỡi này bà la môn, hãy tinh tấn đoạn dòng từ bỏ các dục lạc, biết hành đoạn diệt người ấy bậc vô vi. Dạ con đã đọc xong, con kính ngài và quý đạo hữu sửa cho con xin xuống mic, xin mời bạn Giang Nhật Hà. Tamaya namo sankhaya. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 383. Chindaso tang parakkamaka me banuda brahmana sankhara nang khayang nyatva akatanyu si brahmana. Chindaso tang barakkamaka me banuda brahmana sankhara nang khayang nyatva akatanyu si brahmana. Dạ, con đổi qua cái wireless mà để con gắn sợi dây lại cái dạ. Nam mô Bụt Thầy giá, con không biết đạo tràng có nghe rõ hơn không à? Dạ, dạ cảm ơn, dạ cảm ơn. Dạ con xin đọc lại. Chindaso tang barakkamaka me banuda brahmana sankhara nang khayang nyatva akatanyu si brahmana. Chindaso tang barakkamma ca me banuda brahmana sankhara nang khayang nyatva akatanyu si brahmana. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Chindaso tang barakkamaka me banuda brahmana. Chin là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, so là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, rắc câm là hai trường âm nhấn, má là đoạn âm, ca, mê là hai trường âm thông thường, bá, nú, đá là ba đoạn âm, brum là trường âm nhấn, má, ná là hai đoạn âm. Chindaso tang barakkamaka me banuda brahmana. Và câu số 3 và câu số 4. Sankhara nang khayang nhat tòa akatanyu si brahmana. Sang là trường âm nhấn, kha, ra là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhát là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, á, cá là hai đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, nhu là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, brum là trường âm nhấn, má, ná là hai đoạn âm. Sankhara nang khayang nyatva akatanyu si brahmana.
Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt. Người là bậc vô vi, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin kệ. Chín đa sô tăng bà rắc căm mà ca mê bà nú đà bàm mà nà. Sẵn khá ra năng khá dân nhà tòa à ca tân nhú si bàm mà nà. Chín đa sô tăng bà rắc căm mà ca mê bà nú đà bàm mà nà. Sankhara nang kha yang nyatwa katanyu si brahmana. Dạ con đã đọc xong, có sai con xin nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức và quý chư tăng. Con kính lễ các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng đã cho tín hiệu ạ. Và con xin trả bài cho pháp cú 383. Chim đá sô tăng ta rắc cầm má cà mề ta mú đá cầm má má sàng khà và nàng khá dặn nhá tòa á cát tành nhù sư cầm má má. Chim đá sô tăng ta rắc cầm má cà mề ta mú đá cầm má má sàng khà và nàng khá dặn nhá tòa á cát tành nhù sư cầm má má. Dạ con xin tôn kính câu 1 và câu 2. Chim đá sô tăng ta rắc cầm má cà mề ta mú đá cầm má má. Chim là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, rắc cam là hai trường âm nhấn, má đoạn âm, ca mê hai trường âm thông thường, tá nú đá ba đoạn âm, ca trường âm nhấn, má má hai đoạn âm. Chim đá sô tăng tá rắc cầm má cà mề tá nú đá cầm má má. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sang kha ra năng kha dằn nhá tòa á cát tành nhiều si cầm má má. Sang là trường âm nhấn, kha ra hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nháp trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, á cá hai đoạn âm, tanh trường âm nhấn, nhu trường âm thông thường, xí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má ná hai đoạn âm. Sang kha ra năng kha dằn nhá tòa á cát tành nhù si cầm má má. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú. Chim đá sô tăng ta rắc cầm má cà mề ta đu đắc cầm má má. Sang kha ra năng kha dằn nhá tòa á cát tành nhù si cầm má má. Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn là dòng, từ bỏ các dịch lạc, biết được hành đoạn diệt. Người là bậc vô vi, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ cũng xin kệ ạ. Chim đa sô tăng ta la ca ma ca nu ta nu ba pra ma na sang kha ra năng kha yang nha toa a ca ta nu si pra ma na chim đa sô tăng ta la ca ma ca mê ta nu đa pram ma na sang kha ra năng kha yang nga toa a ca ta nu si pram ma na. Dạ con xin hết ạ. Có gì sai nhờ sư trí đức sử dụng con ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Cảm ơn sư nhật quỳnh đã post bài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Xin nhờ cho việc kế tiếp ạ. Yeah.
Dạ, con xin kính lễ Chư Tôn Đức, con xin kính lễ Sư Trí Đức, con xin kính lễ quý cô tu nữ, kính chào tất cả các anh chị em trong room. Con xin được đọc câu Pháp Cú 383. Chindaso tang barakam makame banuda brahmana sankhara nang khayang nhat tòa akateng nyu si brahmana. Chindaso tang barakam makame banuda brahmana sankhara nang khayang nhat tòa akateng nyu si brahmana. Con xin được phân tích. Chin là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, so là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, căm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, ca là trường âm thông, ca mê là hai trường âm thông thường, bá nú đá là ba đoạn âm, ram là trường âm nhấn, ná là đoạn âm. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Sang là trường âm nhấn, khara là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhát là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, á cá là hai đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, nhu là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má ná là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại. Chindaso tang barakam makame panuda brahmana sankhara nang khayang nyatva akateng nyu si brahmana. Chindaso tang barakam makame panuda brahmana sankhara nang khayang nyatva akateng nyu si brahmana. Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt. Người ấy bậc vô vi. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin xuống mít, xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Con xin cảm ơn đạo tràng đã giúp đỡ. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết như đó. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào đạo tràng. Và bây giờ, thì con xin đọc Kinh Pháp Cú số 383. Cảm ơn Nhật Bình. Chindaso tang barakam makame banudakramana. Chin trường âm nhấn, đá đoạn âm, so trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát đoạn âm, sắc trường âm nhấn, căm trường âm nhấn, má đoạn âm, kame trường âm thông thường, bá nú đá ba đoạn âm, râm trường âm nhấn, má ná hai đoạn âm, sân kha ra năng khá dằm nhá tòa a ca tanh nhu si râm má ná. Sân là trường âm nhấn, kha ra trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá đoạn âm, dăng trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lâu lên con quên rồi, đạo tràng giúp đỡ cái chữ này nhé, nhá trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, á cá hai đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, nhu trường âm thông thường, xí đoạn âm,
râm trường âm nhấn, má ná hai đoạn âm, sang kha ra năng khai văn nhắc toa akatang nhu si râm má ná trình đa su tăng ba cách cầm mắt ca mê bá nu đa trầm má ná sang kha ra năng khai văn nhắc toa akatang nhu si râm má ná. Bây giờ tự nhiên xin kể. Chính đa su tăng ba rắc cắm ma ca mê ba nu đa râm ma na sang ca ra năng kha văn nhà toa a ca tăng nhu si râm ma na Chính đa số tăng bà rắc cầm ma Cà mê bà nô đàn rằm ma na Sẵn ca ra năng ca dân nhà toa A ca tăng nhu si rằm ma na. Hỡi này bà la môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người ấy bậc vô vi. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và cảm ơn đạo tràng. Cái chữ khá văn này tự nhiên quên, không biết là trường âm đọc theo giọng nguyên âm hay là trường âm nhấn hay cả. Cảm ơn nhân nhạc hạ đọc theo giọng nguyên âm, là cảm ơn nhạc hạ nhiều. Dạ bây giờ thấy tín hiệu của Niệm Từ, kính mời Niệm Từ. Dạ con kính chúc mừng cô Tùy Duyên. Dạ nam mô Bích Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ cho Trung Đức Thân trong đầu tràng. Con kính lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà quý cô tương nữ, con kính đảnh lễ cô Tự Duyên và con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu là âm thanh rõ. Dạ cảm ơn sư Kim Dung, cảm ơn Tịnh Tâm, dạ cảm ơn cô Tự Duyên. Dạ con xin đọc và phân tích câu. Năng khai văn nhất cho akatan yu si brahmana. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Chindasu tăng barak khammakame banuda brahmana. Và câu số 1, chin là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, so là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, rak kham là hai trường âm nhấn, má là đoạn âm. Và câu số 2, ca mê là hai trường âm thông thường, bá nú đá là ba đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má ná là hai đoạn âm. Và câu số 3 và câu số 4, sang kha ra năng kha văn nhất tòa a ca tăng nhu si brahm má ná. Và câu số 3, sang là trường âm nhấn, kha ra là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhát là trường âm nhấn, tua là trường âm thông thường. Và câu số 4, á cá là hai đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, như là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má ná là hai đoạn âm. Và con xin đọc lại. Chindasu tăng barakham makame banuda brahmana sankhara năng khayang nhất tòa akatan nhu si brahmana. Chindasu tăng barakham makame banuda brahmana sankhara năng khayang nhất tòa akatan nhu si brahmana. Dạ con xin kể câu pháp cuốn 383.
chín đá su tăng bà răng khăm ma ca mê ba nư đà bấm ma na sang khá ra năng khá dặn nhật toán a ca tân như si bấm ma na chín đá su tăng bà răng khăm ma ca mê ba nư đà bấm ma na sang khá ra năng khá dặn nhật toán a ca tân như si bấm ma na. Hỡi này bà la môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt người ấy bậc vô vi. Đó là bạn chuyện người của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã phân tích và con đã đọc xong, không có sai. Ông Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa lại dùm con ạ. Rất là cảm ơn Đạo Tràng và cảm ơn Sức Nhật Quỳnh. Cảm ơn Linh Giang Nhật Hạ. Bây giờ Đình Từ xin mời bằng tay của chiếc lá mùa xuân ạ. Cảm ơn Phật Tha Giá. Cảm ơn Sức Kim Nguyên. Dạ con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính chào Đạo Tràng. Con xin đọc câu Phật môn 383. Chin đa sô tăng ba rắc cầm ma ca mê ba nu đa pra ma na Chin đa sô tăng ba rắc cầm ma ca mê ba nu đa pra mana mana chin là trường âm nhấn, đá đoạn âm, sô trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, rắc trường âm nhấn, cầm trường âm nhấn, má đoạn âm, ca mê hai trường âm thông thường, bá nú đá ba đoạn âm, bra bra trường âm nhấn, má ná hai đoạn âm, sang chin đa sô tăng ba rắc cầm ma ca mê ba nu đa bra ma ná sang kha ra năng kha dần nát tòa ác cát tăng nhu si bra ma na sang trường âm nhấn, kha ra hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nát trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, á cá hai đoạn âm, tăng trường âm nhấn, nhu trường âm thông thường, xí đoạn âm, bra trường âm nhấn, má ná hai đoạn âm, sankhara năng khá dần nát tòa các cá tặng nhu xí bra má ná chín đá sô tăng bá rắc cầm má ca mê bá nu đá bra mana sang kha ra năng kha dần nát tòa akat tăng nhu si pra mana chin đa sô tăng ba rắc cầm ma ca mê ba nu đa pra mana sang kha ra năng kha dần nát tòa akat tăng nhu si pra mana chín đa sô tăng ba rắc cầm ma ca mê nu ca mê ba nu đa bra ma na sang kha ra năng kha yang na toa a ca tăng nhu si bra ma na. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ.
Dạ, Nam Mô Bát Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sam Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được đọc và phân tích câu Pháp Cú số 383. Và cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Chindaso tang barak khamma ka me banuda brahmana sankara nang khyam nhat to akatan nyu si brahmana. Chindaso tang barak khamma ka me banuda brahmana sankara nang khyam nhat to akatan nyu si brahmana. Dạ, con xin phép phân tích câu số 1 và câu số 2. Chinh là trường âm nhấn, đá đoạn âm, xô trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, rắc trường âm nhấn, thăm trường âm nhấn, má đoạn âm, ca mê là hai trường âm thông thường, bá nú đá ba đoạn âm, râm trường âm nhấn, má ná hai đoạn âm. Chindaso tang barak khamma ka me banuda brahmana. Và con xin phép phân tích câu số 3 và câu số 4. Sankhara nang khayam nhat toa akatan nyu si brahmana. Sang là trường âm nhấn, kara là trường hai trường âm thông thường, nang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá là đoạn âm, yang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhất trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, á cá là hai đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, nhu trường âm thông thường, xí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má ná là hai đoạn âm. Sankhara nang khayam nhat toa á cá tanh nhu xí brahm má ná. Chindaso tang barak khamma ka me banuda brahmana sankhara nang khayam nhat toa akatan nyu si brahmana. Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người ấy bậc vô vi. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giờ con xin phép được kể ạ. Chinda so tang barakama kame banu da brahmana sankhara nang kayam nyatwa akatanyu si brahmana. Chinda so tang barakama kame banu da brahmana sankhara nang kayam nyatwa akatanyu si brahmana. Dạ, con đã đọc phân tích xong rồi. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, con xin phép xuống mic ạ. Sa thú, kính cảm ơn Hạnh Dung. Nam mô Bích Hà dạ, Nam mô Tham Mà dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn chị Metta Thiền Vũ Tịnh Tâm cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Và cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ, cô Phúc Hạnh ơi, có cầm mic được không? À, Phố Biển có cầm mic được không? Hành Kiển có cầm mic được không? Dạ, còn vị nào chưa cầm mic thì kính mời đạo tràng cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ, Nhật Quỳnh lặn tới lặn lui nên cũng không biết vị nào đã cầm mic rồi, vị nào đã bơi rồi, vị nào chưa. Ồ,
vậy là cô Phúc Hạnh cũng trả bài rồi luôn hả Kim Nhung? Cô Phúc Hạnh cũng trả bài luôn, chỉ còn có Nhục Quỳnh thôi hả? Ồ, dạ, Hạnh kiểm trả bài chưa vậy Kim Nhung? Dạ, vậy hả, cảm ơn Giang Nhật Hà. Dạ, Hạnh Kiểm ơi, Hạnh Kiểm có trả bài không? Dạ, kính mời bằng tay quý vị ạ. Có thể đưa bằng tay lên, vị nào chưa trả bài thì đưa bằng tay lên ạ. Dạ, cảm ơn cô Phúc Hạnh, cho Nhật Quỳnh biết tín hiệu. Dạ, trong khi chờ đợi bằng tay của quý vị, Nhật Quỳnh xin trả bài trước. À, tại Nhật Quỳnh trở lại máy, Nhật Quỳnh thấy sư ngồi êm ru. Nên Nhật Quỳnh ngồi nãy giờ cũng không thấy, không có thấy, không biết vị nào trả bài rồi, vị nào chưa. Dạ. Ồ, vậy hả cô? Cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà. Dạ, lặng lặng nhưng mà cũng để ý nghe. Dạ, khi nào mà thấy rung mà im rung thì chạy lại. Dạ. Dạ, bây giờ thì con xin được trả bài Pháp Cú Kinh 383. Chinh Đa Sô Tăng Bá Rát Cầm Mát Cà Mê Bánh Nú Đá Râm Mát Na Săn Thà Ra Năng Khá Văn Nhật Tò Á Cá Tành Nhu Si Râm Mát Na Chinh Đa Sô Tăng Bá Rát Cầm Mát Cà Mê Bánh Nú Đá Râm Mát Na Săn Thà Ra Năng Khá Văn Nhật Tò Á Cá Tành Nhu Si Râm Mát Na Chinh Đa Sô Tăng Bá Rát Cầm Mát Cà Mê Banu Đa Ram Ma San Tha Ra Năng Kha Văn Nhật Tờ A Ca Tành Nhu Si Ram Ma Na. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chinh trường âm nhấn, đá đoạn âm, sô trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, rách trường âm nhấn, tâm trường âm nhấn, má đoạn âm, ca mê hai trường âm thông thường, bá tịnh thâm. Hay quá ha. Từ ở bên đây mà Quang Thanh mà mới trở lại, bây giờ mà Quang Thanh có cầm mic trả bài không thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh mời Quang Thanh nha. Nhật Quỳnh thả mic ra. Alo, alo ạ. Mọi người có nghe con nói không ạ? Nghe rõ không ạ? Dạ, 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 con cảm ơn Đạo Tràng đã nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang và kính đảnh lễ Chư Tăng hiện diện trong Đạo Tràng. Kính lễ cô tu nữ, con kính thành kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên. Và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong Đạo Tràng. Và con kính chào Đạo Tràng. Con xin trả bài câu Pháp Cú 383 và phân tích ạ. Chìn đa sô tăng ba rắc cầm ma cầm ma ca mê ba nu đà ram ma na sang kha ra năng kha răng nát kha răng nát tòa a ca tành nhu si brahmana chín đa số tăng ba rắc cầm ma ca ca mê ba na du ba nu đa brahmana brahmana san kha ra năng kha răng nát tòa a ca tành nhu si brahmana. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chín đa số tăng ba rắc cầm ma ca mê ba nu đa ram ma na chin là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, rắc căm là hai trường âm nhấn, má là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ca mê là hai trường âm thông thường, bá nú đá là ba đoạn âm, râm là trường âm nhấn,
Má ná là hai đoạn âm. Câu số 3 và câu số 4. San kha ra năng kha kha rằng na na tòa ác ca tành nhu si ram má na. San là trường âm nhấn, kha ra là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nát là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, á cá và hai đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, nhu là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, răm là trường âm nhấn, má ná là hai đoạn âm. Con xin đọc lại. Chín đa số tăng ba rắc cầm ma ca mê ba nu đa ram ma na. Sankhara nang khara kharang nat tòa akatanh nhu si ram ma na. Hỡi này bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt người ấy bậc vô vi. Dạ con có đọc sai thì con xin Ngài Trí Đức và Đạo Tràng sửa cho con. Dạ con xin chúng mích và con cũng xin chào toàn thể tràng đến giờ con đi làm dạ. Con xin chúng mích ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Sa tu. Hôm nay quý vị rất là nhiệt tình. Tất cả là trên 15 người đọc cái bài 383 này. Đây là một câu Phật ngôn khó, nhưng mà quý vị đã thể hiện rất tốt. Trên tinh thần học hỏi của quý vị, chúng tôi rất là ngưỡng mộ, rất là thán phục. Hôm nay cũng đặc biệt ha, chúng ta học về phẩm Bà La Môn. Và trong cái câu Phật ngôn này, hôm nay thời gian không cho phép, chúng ta không đi vào từ vựng, mà hãy đi vào ý nghĩa của câu Phật ngôn này, tức là đi vào nội dung. Quý vị thông cảm ha, cũng tùy hoàn cảnh, chứ không phải hồi nào cũng giống nhau. Mục đích của chúng tôi là quý vị đọc sao cho nó đúng, đó là cái điều thành công. Và giọng đọc của quý vị rất tuyệt vời, có những vị mới nhưng mà cũng thể hiện rất tốt. Qua giọng kinh, qua giọng kể, chúng tôi xin lặp lại và đi vào duyên sự. Bởi vì bây giờ cũng 6 giờ 2 phút rồi ha. Trong vòng nửa tiếng, chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của Phật ngôn này. Tại sao gọi là bậc vô vi? Tại sao gọi là bậc vô vi? Rồi, bây giờ chúng ta xin đọc lại ha. Rồi, đi vào duyên sự. Chinh đa sô tăng bá rắc cầm mắc ca mê pa lu đa phram ma na sang kha ra năng kha yang nhat tua a ca tan nhu si phram ma na. Chinh đa sô tăng bá rắc cầm mắc ca mê pa lu đa phram ma na sang kha ra năng kha yang nhat tua a ca tan nhu si phram ma na. Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt người ấy bậc vô vi. Câu Phật ngôn này được Đức Phật khi mà Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên Chê Ta Hoàn Á, đề cập đến một cái vị Bà La Môn có nhiều đức tin, cho nên Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn này. Có một vị Bà La Môn nghe pháp của Đức Thế Tôn và khởi lên cái tâm tinh tấn, có một cái niềm tin rất là trong sạch. Mỗi ngày vị Bà La Môn này
sắp đặt vật thực cho 16 vị tỳ kheo tại tư gia của mình. Tức là khi mà có niềm tin rồi thì cái vị Bà La Môn này tùy theo khả năng của mình bố thí cúng dường đến 16 vị tỳ kheo ở tại cái nhà của mình. Khi mà Chư Tăng đến thì ông ta ra ngoài rước cái bình bát một cách rất cung kính. Và khi rước bình bát như vậy thì cái tiếng nói của ông ta, lời mời của vị Bà La Môn này đã cất lên: xin thỉnh các ngài A-La-Hán hãy vào bên trong, xin thỉnh các ngài A-La-Hán hãy ngồi. Đó là một cái sự cung kính mà ông ta thường thốt ra cái cửa miệng của mình khi gặp Chư Tăng. Bất kỳ một câu nào thì ông ta cũng xưng tụng là A-La-Hán. Và chính cái sự xã giao này đã làm cho các vị phàm tăng suy nghĩ: ô, cái vị Bà La Môn này ngỡ rằng ta là vị A-La-Hán. Còn những vị mà bậc lậu tận á, những vị đã chứng đắc thánh quả A-La-Hán thì nghĩ rằng: ô, cái ông Bà La Môn này đã biết rõ ta. Và thế là các vị tỳ kheo rất là e ngại cái xưng hô đó, không dám đến tư gia của ông Bà La Môn này nữa. Và vị Bà La Môn này buồn phiền mới trách rằng: tại sao các ngài không đến nhà của ta như thế? Rồi ông Bà La Môn này đi đến tịnh xá đến lễ Đức Thế Tôn, trình bạch lên ngài cái sự việc như vậy. Đức Phật cho gọi các vị tỳ kheo đến và phán hỏi rằng: này chư tỳ kheo, cái điều ấy là như thế nào? Các vị tỳ kheo trình bày lên Đức Thế Tôn sự suy nghĩ của mình. Tức là các vị phàm tăng thì suy nghĩ ông Bà La Môn này ngỡ mình là giống vị A-La-Hán. Còn các vị thánh tăng lậu tăng thì nghĩ rằng: ô, ông Bà La Môn này đã biết ta rõ rồi. Cho nên đã trình bày lên Đức Phật là như vậy. Bà Đức Thế Tôn, chúng con không hài lòng về cái câu nói đó. Rồi Đức Phật mới khích lệ các vị tỳ kheo: này các thầy tỳ kheo, đây là câu nói do cái niềm tin, do cái sự tịnh tín vô tội với cái lời nói bằng cái niềm tin như thế. Lại nữa, đây là cái sự cảm mến mà vị Bà La Môn đó đối với các vị thánh vô lậu rất là nhiều. Và lẽ ra các người cần phải cắt đứt ái dục để chứng đạt vô quả vị A-La-Hán mới phải chứ. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn này, tức là câu Phật ngôn 383, để nhắc nhở các vị tỳ kheo đó. Câu Phật ngôn 383: Chinh đa sô tăng bà rắc cầm ma ca mê căn ba nu đa bram ma na sang kha ra năng kha yang nhát tòa a ca tăng nhu si bram ma na. Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người ấy bậc vô vi. Đây cái chữ hỡi này Bà La Môn, mà khi nãy có một vị nào ở trong này đọc tiếng Việt: này hỡi Bà La Môn. Hỡi này nó khác nha, mà này hỡi là khác nha. Trong tiếng Việt mà quý vị chỉnh sửa kiểu đó là thấy không được rồi ha. Rồi, ở đây câu Phật ngôn này nói lên ý nghĩa như thế nào? Khi mà Đức Phật chấm dứt câu Phật ngôn này thì có rất nhiều vị tỳ kheo chứng đạt thánh quả. Danh từ La Hán chẳng niên ham, khi biết tự thân vẫn tục phàm, nhưng nếu người đời vì tinh tấn tôn mình La Hán cũng đành cam. Điều tối yếu là chớ dễ vui, ngược dòng ái dục chẳng trôi xuôi. Niết bàn vô tác cần tu chứng, ngũ quẩn xa lần chớ trở lui. Như vậy thì với ý nghĩa câu Phật ngôn này,
chúng ta cần phải triển khai để hiểu rõ người ấy bậc vô vi. Mà chữ vô vi ở đây là do cái từ akatanyusi. Akatanyusi, akatanyusi là akata, tức là không có làm. Mà không làm ở đây tức là người vô ơn. Vì rằng khi đã hiểu thấu sự tịch lặng, sự an lạc của Niết Bàn là gì, tức là đã thấu hiểu các cái nguyên chất giống như vàng rồng, thì người không có thực hành để đạt đến cái mục đích cứu cánh như vậy. Bởi vì Niết Bàn năng Paramang Sukham, sự an lạc và tuyệt vời nhất trong sự tu tập, đó chính là Niết Bàn. Vậy thì với cái câu Phật ngôn này, chúng ta tìm hiểu Đức Phật Ngài nói với vị Bà La Môn: hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng. Và cái dòng này là dòng gì? Tại sao hãy tinh tấn đoạn lòng, tức là cái tâm, cái lòng dạ của chúng ta, Đức Phật không nói, mà nói là đoạn dòng. Chúng ta hiểu chữ dòng này tức là ô khác. Ô khác tức là những dòng nước lũ, những bọc lưu, những bọc lưu. Mà chữ ô khác này, bọc lưu này, nó có bốn, tức là dục bọc lưu, hữu bọc lưu, kiến bọc lưu và vô minh bọc lưu. Thì dục bọc lưu mô khác ở đây nói lên là cái ái tham, là năm món dục lạc. Ái tham là năm món dục lạc, là những phiền não, là những triền cái, là nó ngăn che sự tiến tu, nó làm trở ngại cho cái tâm vắng lặng của chúng ta tiến vào đạo và quả. Thì những cái phiền não, những cái triền cái đó gọi là Niwarana. Niwarana có năm cái truyền cái mà làm cho chúng ta tu tập không dứt được cái dục, không dứt được phiền não. Đó là dục dục cái, sân độc cái, hôn thủy cái, trạo hối cái và hoài nghi cái. Dục dục cái Kamachandaniwarana tức là tham muốn về dục lạc. Tham muốn về dục lạc, tức là khi chúng ta tu, ai người Phật tử, cái bước chân vào cửa Phật cũng muốn chứng cái này, cũng muốn đắc cái kia. Mà muốn chứng, muốn đắc thì cái đó do ái tham, do cái tâm tham. Mà khi thì nó là những triền cái, nó là những phiền não để cho chúng ta đi vào luân hồi sanh tử. Bởi vì chính quý vị tu thiền cũng muốn chứng đắc thần thông, cũng muốn làm ông Phật này, làm ông Phật nọ, có nghĩa là toàn giác, độc giác và thinh văn giác, ai cũng muốn giác ngộ hết á. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy ngộ ngộ là giác, chứ không phải giác ngộ theo tinh thần Phật giáo thuần túy ha. Thì ở đây tu mà để cái tâm tham nó chi phối, chúng ta ham muốn về dục lạc như vậy thì gọi là Kamachandaniwarana. Tức là tu để được những cái phước hữu lậu từ cái tâm của người sanh về thiên giới, rồi ở thiên giới hết phước cũng đi xuống. Mà cái cõi an lạc thì cõi người và cõi trời, nhưng mà khi hết phước là cũng vòng vòng, nó cũng xuống hai cái cảnh vui, xuống bốn cái cảnh khổ. Và bốn cái cảnh khổ là nơi thường trú của chúng ta nhiều hơn là những cảnh an vui của trời và người. Bởi vì sao? Do cái dục lạc, do cái tâm tham, do cái tâm tham. Đây gọi là Kamachandaniwarana, nó làm trở ngại, nó che
nó ngăn cái sự tiến tu về thiền định của chúng ta để đạt đến đạo quả. Rồi cái thứ hai là cái gì? Sân độc cái gia ba đã đi quá rồi nát. Sân hận thù oán là một trở ngại để cho tâm của chúng ta không được vắng lặng, không được tâm lưu. Bởi vì khi một con người sân mà nó nổi lên thì quý vị biết đó là một tình trạng. Sân hận là một cái điều mà đạt quả hàng. Quý vị thấy rằng lúc đó nó mới mùi lượt thôi chứ không phải là thành công. Quý vị hoan hỷ, có khách mà cũng sắp chuẩn bị đi, cho nên quý vị thông cảm. Mấy này nó rất là nhiệt tình, khi có gì đang đến chùa cũng nhiệt tình đó là chào đó. Nhưng mà chào đó hơi ồn ào chút, quý vị thông cảm. Này lục đó, cái kiểu nó vậy đó. Thôi quý vị thông cảm ha. Tại vì khi mà chúng ta bất bình, chúng ta không ưa một cái gì đó, chính là sân độc cái. Bởi vì mình đương nghe một cách coi như là trôi chảy thế này, nhưng mà trở ngại làm cho mình bất bình, thì nó bất bình đó chính là sân độc cái đó quý vị. Thấy không? Quý vị thấy pháp nó thiết thực lắm. Đồ cẩu mà bậy. Rồi cái thứ ba, hôn thủy cái thì năm mít tháp ni quá là nã, tức là giả dười buồn ngủ uể oải mệt mỏi. Cái này do cái gì? Do cái gì mà có cái trạng thái giả dười buồn ngủ uể oải mệt mỏi? Do cái vấn đề mà chúng ta nghĩ cái câu có thực mới vực được đạo, nghĩ rằng có ăn rồi mới thấy được chân lý, có ăn mới thấy được sự thật. Cá tham mồi thì mắc phải lưỡi câu. Còn có người mà nó ăn nhiều thì sao? Căng da bụng thì nó dùng da mắt. Đó chính là buồn ngủ uể oải mệt mỏi giả dối, do cái vật thực mà chúng ta đắm say vào đó, để rồi chúng ta ngồi cứ gục tới gục lui. Mà khi gục tới gục lui thì người ta nói làm sao? Buồn nào thì cũng trôi qua, chỉ có buồn ngủ không tha đứa nào. Thâm thiền mà cái bụng nó no quá thì làm sao mà thiền được. Giả dưỡi hôn trầm mệt mỏi uể oải thì như vậy hôn thủy cái sẽ xuất. Và chúng ta cứ ngồi đó gục tới gục lui, người ta nghĩ rằng mình đắc thiền hả? Đắc thiền hả? Đắc cái gì? Chẳng qua buồn ngủ mà thôi chứ. Cái đó chính là hôn thủy cái. Rồi cái thứ tư là gì? Trạo hối cái út thách chắc cút chá ni quá rồi nè. Đặt cái chữ này cũng hơi khó đọc ha. Nhớ mà nhiều khi đọc cũng cả lâm nữa. Khổ thiệt. Cái đó gọi là trạo hối. Trạo hối là cái gì? Một sự gai rứt, một sự phóng tâm, một cái sự xáo động, một cái sự lo lắng. Tức là chúng ta không có niềm tin. Chúng ta không có niềm tin, không có sự quyết chí, không có sự nhất tâm. Để rồi tâm của chúng ta thì rất xáo động, lo lắng. Là cái điều này khi mà chúng ta mở mắt ra thì chúng ta còn nhận diện những thế này thế kia. Nhưng mà khi nhắm mắt lại, quay lại với chính mình kiểm soát, mình giải thích, mình làm cho mình sáng tỏ thì mình đã càng rối hơn. Quý vị thấy mở mắt không thấy gì hết á, nhưng mà nhắm mắt lại rồi thấy cái nội tâm của mình nó rai rứt, nó xao động, nó lo lắng, nó phong tâm tùm lum tà la. Chính cái này gọi là trạo hối. Và trạo hối thì đưa đến cái gì? Hoài nghi cái
Vijikicca Nivarana, tức là ngờ vực sự gió như sự hoang mang. Không biết mình tu thế nào, hồi nào thành Phật. Có ai nghĩ vậy không? Mình cố gắng quá trời quá đất, hoặc mình làm lành, làm phước quá trời, vậy sao vẫn khổ hoài vậy? Sao mà cực quá trời ơi? Tức là mình hoài nghi. Tại sao Đức Phật Ngài nói là làm lành được vui, làm dữ bị khổ? Mình làm những cái điều lành, những cái điều thiện, những công đức như thế này, nhưng mà cái khổ cứ dồn dập hoài vậy, thì sao chịu nổi trời? Cho nên sự hoài nghi này, nó cũng là một cái thứ phiền não, nó ngăn che sự tu tập của mình. Nó làm cho thiền định bị trở ngại. Thì bây giờ gom lại nè, năm cái trường cái này, dục nè, sân nè, hôn nè, đạo nè, hoài nghi nè, ha. Thì bây giờ lấy những cái tiếng này để chúng ta có sự so sánh. Dục tham như nước pha màu, sân hận như nước nóng sôi, hôn thủy như nước đông rồng, trạo hối như nước dậy sóng, và hoài nghi như nước buồn. Nước mà pha màu, nước mà sôi lên, nước mà bị đông rồng, nước hoặc là dậy sóng, hay là nước mà nó đen thui sình như vậy, thì làm sao cái tâm của chúng ta được sáng suốt? Nó ngăn che cái sự thanh tịnh của chính cái thân mình. Cho nên cái câu này, hãy tinh tấn đoạn dòng. Mà cái dòng này mới nói rằng dòng bộc lưu không à, ca mã ồ khác. Thì chúng ta thấy năm cái truyền cái này nó che đậy cái tâm của chúng ta rồi. Đó là dục bộc lưu ha, ca mồ khác. Hai là hữu bộc lưu, pháp vô ga. Hữu bộc lưu tức là tham muốn cái cảnh giới tái sinh, tham muốn cảnh giới hữu ái, tham muốn cảnh giới tái sinh. Mình tu tập để làm gì? Đa số, nhất là mấy cô mấy bà ở đây ha, tu tập để làm gì? Để sau này cái phước nâng đỡ, mình sẽ trở thành một hoa hậu hoàng vũ, trở thành người đẹp của thế giới, trở thành một cái nhiêu ăn trên ngồi trước, hoặc là làm những cái vị mà cái đố bậc trong thiên hạ, mù bậc cái gì. Rồi bên nam thì sao? Dâng một bát mật ong đến cho một vị Phật độc giác rồi phát nguyện sau này nghĩa là làm một vị đại đế trong cái cõi diêm phù này, có uy lực trên một do tuần, dưới một do tuần. Cái chuyện này không phải là bây giờ nghe. Hồi thời kỳ trước giáo pháp của Đức Phật chúng ta, thì có một ông tiền nam dâng một bát bát mật đến cho một vị độc giác và phát nguyện như vậy. Để rồi trong cái kiếp sống hiện tại của giáo pháp này, cái ông thiền nam đó sau 218 năm, Đức Phật đã nhập diệt rồi, ông xuất hiện trên thế gian là một vị đại đế, là một vị đại hộ pháp trong giáo pháp này. Quý vị biết cái ông đó là ông nào không? Alo. Đó, tức là cái vấn đề hữu bộc lưu này, hữu ái này, là cái tâm tham muốn cảnh giới tái sinh. Ông đó là ông Ai Dục hả? Ông Asuka hả? Ở Sàn Hoàng có gặp ông hay sao biết hả? Chị Kim Nhung hả? Có lý. Bởi vì chị Kim Nhung này á, trong cái hội chúng của Asuka, trong cái hội chúng của Asuka thì phải biết cái tiểu sử của cái vị này chứ. Mình mới làm gương để rồi cùng đi với Thượng tọa Tuệ Dũng tham gia các phái đoàn hành hương chỗ này chỗ kia. Cho nên nghe nói tới cái ông đó là biết là Asuka liền ha. Đó là chính xác. Nhưng mà đó là ông hồi trong quá khứ. Còn bây giờ trong room này ha, trong room này thì alo, Quỳnh Giang Nhật Hà, có cái hành nguyện gì không?
hả? Mình bỏ cái áo cũ muốn có áo mới hay hay là sao? Tức là cái cảnh giới tái sinh của mình phải chọn một cái hướng đi chứ. Chứ không lẽ mình tu rồi mình biết mình đi tới đâu à? Hả? Quỳnh Giang Nhật Hà, hữu bộc lưu là tham muốn cái cảnh giới tái sinh. Tức là bây giờ mình làm người thì sau này phải làm chư thiên chứ gì? Hay là muốn thôi đi lên ở trên mệt quá, đi xuống nó khỏe hơn, mau hơn ha. Thôi còn bốn cảnh giới ở dưới nữa. Có vị nào muốn đi xuống mà không muốn đi lên hả? Hữu bộc lưu, tức là cảnh giới tái sinh mình chọn để ra đi. Quý vị chọn cảnh giới nào? Thôi dạch hà cầm mắt, tức là hãy đi theo cái duyên nghiệp thì chắc ăn à. Mình đi theo cái duyên nghiệp của mình, làm lành được vui, làm dữ thì bị khổ. Thì cái pháp nó vận hành như vậy. Chúng ta đừng cho nên hữu ái, tức là pháp ù ra tham muốn cảnh tái sanh. Mà khi tham muốn như vậy thì tâm tham nó sanh khởi. Mà tham sanh khởi thì cái sự tu tập của chúng ta nó giảm thiểu, nó dừng lại, hoặc là nhiều khi nó đi xuống hơn. À, đi theo cái nghiệp của ta là chắc ăn. Rồi cái điều thứ ba là kiến bộc lưu đích thù khá. Đích thù khá là chấp tà kiến, hiểu biết sự thật một cách lệch lạc, sai lầm. Gọi là kiến là thấy. Mà thấy cái gì? Thấy sai, chứ không phải là thấy đúng. Khi có người thấy sai thì làm bậy. Mà làm bậy thì đừng ở nói xuống địa ngục làm chi cho nó xa. Địa ngục nó ở trên trần gian này nè. Khi người sát sanh trộm cướp tà dâm, tà dâm nói dối uống rượu đi. Năm cái giới này là năm thường giới, năm thường giới. Mà chúng ta đã vi phạm mấy cái này, tức là mình nghĩ rằng coi như cái câu người ta nói dục phá thành sầu tử vi quân. Mình mà khi mà buồn rầu sầu khổ mà nó nổi lên rồi thì bây giờ muốn cho buồn rầu sầu khổ nó tan biến thì lấy rượu để giải khuây. Tức là một cái thành trì khó phá, dục phá thành sầu, một cái thành trì khó phá thì chúng ta phải lấy rượu làm lính để công thành. Thì đây, khi một con người muốn buồn rầu sầu khổ thì họ nghĩ theo cái kiểu đó, uống rượu sai, quên hết sự đời. Và khi quên hết sự đời như vậy thì chúng ta cảm thấy ngủ dậy là khỏe. Thì với cái tư tưởng như vậy gọi là kiến bộc lưu. Kiến bộc lưu, uống rượu sai. Rồi bây giờ khi mà say thì quậy, chưa ngủ được đâu, đi quậy. Mà đi quậy thì họ phạm vào coi như là năm cái điều kia. Sát sanh, người ta khích một cái là coi như thần men nhập vô rồi. Khích một cái là làm liền, mì ăn liền thì nó xảy ra cái gì? Đổ máu chết người. Rồi hoặc là nhiều khi bàn tay mình nhắm nhúa thì không đổ máu chết người, mà bàn tay này là cái bàn tay đụng đâu sâu đó. Thì cái đó cũng đưa đến cái vấn đề gì? Công cùng tù tội, địa ngục của trần gian. Đừng có nghĩ là ồ, tôi làm không ai biết gì hết. Thì không ai biết gì hết á. Sau khi mà thân hoại mạng chung á, thì xuống gặp Diêm Vương, thì Diêm Vương nói thì tôi vô chảo mà ngồi đi chứ, còn thắc mắc cái gì? Xuống đây mà còn qua mặt nữa hả? Không qua mặt được. Khi sống mình đã bị địa ngục trần gian rồi, nếu mà tránh được địa ngục trần gian thì xuống gặp Diêm Vương không có tránh được đâu. Cho nên cái kiến bộc lưu, mình thấy sai lầm, thấy sai sự thật thì bảo đảm rằng bốn cái lâu đài thường trú ở dưới đó là của riêng của mình rồi. Tư hữu cá nhân, không ai giành được hết á. Rồi cái cuối cùng là vô minh bộc lưu.
Vô minh mục lưu Awicho khá, tức nghĩa là si mê tâm tối, không biết pháp đáng biết. Vô là không, minh là sáng, mà không sáng nó không mà không có sự rõ ràng sáng suốt. Quý vị đừng có nghĩ rằng ồ vô minh là cái vấn đề xấu xa nha. Bởi vì vô minh có những cái vị đắc phi tưởng, phi tưởng xứ cũng nằm trong vô minh. Nghĩa là tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, tới bát thiền, các vị đó có một cái tuổi thọ mà nhiều khi nghĩ rằng mình sống lâu quá, mình là đấng tạo quá, với cái tuổi thọ, với cái phước họ hưởng lâu dài như vậy, nhưng mà cái đó cũng nằm trong vô minh. Bởi vì hết phước cũng phải xuống mà, hết phước cũng phải xuống mà. Cho nên những cái pháp mà đáng biết không phải là cao quá, không phải thấp quá, mà vừa vừa trung bình, đó là bát chánh đạo, chánh kiến, tức là mình thấy đúng. Khi mình thấy đúng á thì mình mới thực hành được đúng, chánh kiến, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, vân vân. Thì cái lời nói, cái hành động của mình mới đúng. Và đúng như vậy thì đó là những cái pháp đáng biết. Còn những cái không đáng biết, tức là mình chấp thủ, mình còn hoài nghi, mình còn thiên vị, để rồi coi như là mình lầm lạc và đi vào bóng tối. Vậy thì bộc lưu ở đây tức là dòng. Mà cái dòng này á, thì trong bài kinh này nói lên cái điểm nào? Bài kinh này nói rằng hãy tinh tấn đoạn dòng, tức là chúng ta cố gắng để vượt qua dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu. Khi mà vượt qua những cái dòng này thì các dục lạc chúng ta đã lánh xa, đã từ bỏ. Bởi vì bốn cái dòng này là bốn dòng nước lũ. Ái tham là dục lạc này, rồi đi tìm cái cảnh giới tái sanh cũng là một cái dòng chảy nè. Chấp vào tà kiến sai lầm đó cũng là một cái bộc lưu ha. Rồi si mê tâm tối, không biết pháp đáng biết, đó là vô minh. Thì những cái này á làm cho chúng ta coi như là đắm say trong sinh tử luân hồi. Mà Đức Phật bảo rằng này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, tức là dứt được bốn cái bộc lưu này. Mà khi dứt được bốn cái bộc lưu này có nghĩa là từ bỏ các dục lạc về năm cái ngũ thủ uẩn ha. Rồi biết được các hành đoạn diệt, tức là hồi đó pháp nó đến và nó đi, pháp nó đến và nó đi. Chứ mình cái hành á sân kha đó, bây giờ mình chỉ biết nó thôi, cho bây giờ mình không có cố ý đoạn diệt nó, chỉ có tinh tấn đoạn dòng. Nhưng mà ở đây các hành khi mà nó sinh khởi, các pháp hữu vi thật không bền vững. Mà khi chúng ta thấy không bền vững như vậy thì nó nằm trong cái trạng thái gì? Vô thường, khổ não, vô ngã. Bị ba cái thường tướng này nó sanh lên, nó diệt, nó sanh lên, nó đau khổ, rồi nó mất đi. Thì bây giờ mình chỉ sử dụng cái ánh biết của mình mà thôi. Hãy nhìn nó, hãy quan sát nó, thì chúng ta không có đoạn trừ. Chúng ta biết nó đến và nó đi. Và nó đến nó đi ở đâu? Ở chính trên cái bản thân của mình. Chứ hồi đó không nói rằng khi mà tôi ngồi thiền tôi thấy phiền não phát sanh nên tôi phải diệt cái phiền não đó. Không có diệt gì hết đó. Cái biết này, mình biết nó là thiện hay bất thiện. Cái đề mục của chúng ta, khi niệm một cái gì thì chúng ta hãy an trú vào cái đề mục đó để được định đi. Và khi định rồi thì cái biết này nó đến để nó thấy rằng các pháp đến và đi. Chúng ta không có làm gì hết. Chúng ta không làm gì hết á. Mà khi mà chúng ta không làm cái gì hết, gọi là ở đây akatan akata, tức là vô vi. Chúng ta không làm,
mà không làm như vậy nó lại thành công. Còn chúng ta làm, chúng ta tham đắm, chúng ta cố gắng, chúng ta thế này thế kia, thì chúng ta càng vùng vẫy trong cái lưới, càng vùng vẫy càng bị siết chặt. Alo, sao giờ 34 phút rồi bà con ơi, hôm nay nói hơi nhiều ha. Thôi thông cảm nha, lâu lâu cũng phải thay đổi không khí một tí. Khách thì đang chưa tăng đang chờ, mà lòng phòng quá thì cũng bị ai với sức kia mà sẵn sàng ha. Thôi xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thịnh văn chính chúng, hộ trì đến tăng ni và tín nam tín nữ luôn Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cho quan che na so thi vô hô tu sa ma đa. Do lời chân thật này kính dân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy nhé. Xin phép quý vị đóng rung luôn ha.